Xin chào các bạn, tôi nhận dạy bơi người cá cấp 2 lấy bằng quốc tế ở Mỹ để giúp cho tất cả trẻ em đều có thể trở thành người cá tiên cá số 1 thế giới. Ở level 2 này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về môn lặn biển, dùng bình khí thở và biểu diễn nghệ thuật cứu nước. Chương trình học lấy bằng người cá cấp 2 có 2 hình thức, dành cho những bạn ở xa không thể đến câu lạc bộ người cá vào thứ bảy hàng tuần. Thời gian tổ chức thi cấp bằng người cá level 2 là từ 7 giờ sáng, đón tiếp học viên có phục vụ điểm tâm sáng, 8 giờ sáng giới thiệu về môn lặn biển, các dụng cụ lặn biển, 9 giờ sáng là tập lặn thử dưới nước lấy hơi bằng bình khí tài, rồi 11 giờ trưa nghỉ ngơi với suất ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe, 13 giờ chiều dạy múa nước cơ bản biểu diễn người cá, 16 giờ chiều là chính thức thi cấp bằng người cá level 2. Nội dung thi thì cũng gồm có 5 phần. Các bạn có thể tự tìm hiểu trên website mementun.com. Rồi cái hình thức thứ hai là học lấy bằng người cá dành cho những bạn ở gần có thể đến câu lạc bộ người cá vào thứ bảy hàng tuần. Thì những bạn đăng ký học tôi sẽ dành 3 ngày để hướng dẫn ở gần các hồ bơi mà các bạn sống để tiện lợi cho các bạn dễ dàng học tập, và một ngày dạy bơi miễn phí vào thứ bảy cuối tuần tại câu lạc bộ người cá. Và cái chương trình tổ chức thi cấp bằng này sẽ luôn được làm vào ngày thứ bảy cuối tháng. Để trở thành người cá quốc tế ở cấp 2 này á, học rất là khó, bởi vì nếu mà các bạn đi học lặn thử với bình khí tài ở bên ngoài á, ở những chỗ khác á, họ lấy 1 giờ đồng hồ là $70.